Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cơm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai để quý vị, để quá đẹp luôn ha. Đó. Bên đây nữa quý vị. Đây đẹp không đây ha. Đó. Chào anh. Xin chào anh. Chào tất cả anh em. Thì hôm nay em có một số cây mai để giao lưu với anh em ha. Anh em xem tham khảo thì coi cây nào vừa ý thì alo em. Bao ship, bao sóng bao ship ha nè ha. Rồi. Đầu lép mã số 1 ha. Cao 35. Rồi, 35 cao. Quanh 18. Rồi, 18 quanh. Này cây lụng lực luôn ha. Tại cạnh vậy cũng ok quá ha quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, giao luôn nha. 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 2 luôn quý vị. Cao 60. Hoành 24. Rồi, 24 hoành luôn. Em này có cái nồi đế của gì ơi. Nồi đế đẹp quá nè. Đó, tuyệt là cái cụm này ha. Chẳng đặt kẹo luôn. Cho nửa dòng lên đi anh. Rồi, vô luôn nha anh. Đèn triệu 3 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3. Cao 90. Hoành 21. Rồi, xây xây luôn. 21 hoành, tay cành. Đặt kẹo đây ha. Rồi, để quý vị. Cái cũng đặt luôn ha, còn bự không ha, giao luôn như anh. 800 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 4 quý vị. Cao 60. Quanh 19. Rồi, xây xây luôn. 19 quanh. Đế này quá xá lực luôn, cộng nào nó chản chản rồi quý vị. Rồi, vô luôn nha anh. 700 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 5 quý vị. Cao 70. Rồi, 70 cao. Quanh 18. Rồi, 18 quanh. Tại cành cũng đều luôn ha. Để cộng cũng đều để quý vị, cộng bự đi ha. Rồi, vô luôn như anh. 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục số 6 quý vị. Rồi, mã số 6. Cao 1m3. Rồi, 1m3 cao. Hoành 23. Rồi, 23 hoành, tay cành đều rang ha. Đó, từ đỉnh rạ xuống luôn. Đó, đều quá xa đều đây ha. Rồi, để quý vị, để còn bự luôn ha. Kính bầu đây. Rồi, vô luôn nha anh. 800 anh. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo, số 7. Tầm cao ha. Cao 1m50 anh. Rồi, 1m50 cao. Hoành 25. Rồi, 25 hoành luôn quý vị. Tại cành là đẹp quá rồi ha. Săn sát luôn ha. Rồi, đế luôn. Đó, đế lực kìa ha. Rồi, vô luôn nha anh. 1.4 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn. À, số 8 quý vị. Cao 60. Quanh 17. Rồi, 17 quanh. Đế của gì ơi. Đế cũng đặt ở trên này ha. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 3.5 anh. Rồi, xuống cây luôn. À, số 9 quý vị. Cao 1m.
Quanh 18. Rồi, 18 quanh. Tay cành luôn quý vị. Tay cành cũng đặt hết trơn ha. Để chú xe đẹp luôn. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo luôn. Số 10 quý vị. Cao 1 mét. Quanh 18. Rồi, 18 quanh. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, vô luôn nha anh. 400 luôn anh. Rồi, xuống cây luôn. Số 11. Cao 1 mét. Quanh 16. Rồi, 16 quanh. Tay cành đặt kẹo luôn. Đó, đặt từ trên xuống dưới luôn ha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 300 anh. Rồi, xuống cây luôn. Số 12 quý vị. Cao 1 mét. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 16. 16 hoành. Tay cành đều ha, đều rang luôn. Khích quá quý vị, tay cành khích khích không nè. Để cộng bự luôn. Đều luôn ha. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 350 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 13. Thì bự như quý vị. Tay cành đều luôn ha. Cao 1m1. Quành 31. 31 quành quý vị. Tay cành đều rang luôn ha. Trời, chỗ này. Cành khích khích luôn ha. Rồi, để luôn rồi quý vị ơi. Đó, để đều tới ha. Rồi, vô luôn như anh. 2.9 triệu anh. Rồi, xuống cây. 2.9 triệu. Cây đẹp luôn ha. Rồi, mã số tiếp luôn. 14 quý vị ơi. Cao 90. Hoành 28. Rồi, 28 quanh. Tay cành đều luôn. Tay cành bự luôn ha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, cho luôn như anh. 2.3 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn. Mà số tiếp theo luôn. 15 quý vị ơi. Cao 1 mét. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Đáng siêu. Tay cành đều ha. Tay cành bự bự không rồi quý vị. Để luôn ha. Để đặt kẹo ha. Để luôn nhiêu anh? Này 1.2 triệu anh. Rồi, 1.2 triệu cây đẹp quá. Rồi, mã số tiếp theo 16. Cao 60. Hoành 20. Tay cành đẹp luôn ha. Kích kích mà tay cành bự không có gì. Để nó đây. Để mình đặt cái này ha. Giao lưu như anh. 500 anh. Rồi, xuống cây luôn. Số tiếp theo luôn, 17. Cao 80. Hoành 16. Rồi, 16 hoành. Tay cành đều. Để luôn quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 400 anh. Rồi, xuống cây. Số 18 quý vị. Cao 70.
hoành 25. Rồi, 25 hoành luôn, hoành cũng bự rồi nè ha. Cái cành cũng đều đây quý vị, để nữa bung ra cái là cái kính thân này ha. Để thằng nguyên cái bệ luôn nha quý vị. Chống chiều tôi có đây ha, nhóc luôn đây ha, còn bự không đây ha. Giao luôn nhiêu anh? 1,3 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp luôn. Số 19 nha ngờ quý vị. Cao 1m4 nha anh. Rồi, đạt ngang luôn. Đạt ngang 1m2. Rồi, xuống cái hoành luôn anh. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tay cành đều luôn, đều rang từ trên xuống luôn. Để luôn quý vị. Để đặt cái tên luôn ha. Giao luôn nhiêu anh? 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20 luôn. Này tàn bự rồi quý vị ơi. Rồi, được ạ. Cao tầm 1,5 m nha anh. Rồi, thẳng ngang luôn anh. Thẳng ngang chắc cũng 1,4 m anh. Rồi, thẳng ngang 1,4 m, cao tầm 1,5 m. Rồi, cái hoành luôn. Nhiêu đây? Hoành 28 nha anh. Rồi, 28 hoành. Hoành cũng bự rồi quý vị, tàn cũng bự luôn ha. Tay cành quý vị ngắm nghía kỹ nha, phân bố như vậy là cũng ok quá rồi ha. Rồi để luôn nha quý vị. Để nè, xe đều trơn ha, chỗ nào cũng có ha. Rồi vô luôn như đây anh. Đây 1,5 triệu anh. 1,5 triệu à. Rồi xuống cây. Rồi mình hết lẻ anh. Hết lẻ mình qua mấy cái lô nha anh. Rồi vô lô luôn. Lô số 1 kìa. Lô 1 đâu anh? Đây lô số 1 nè. Đây ha. Đây số 1 đây. Rồi, lô số 1 này có 10 cây ha. Hoành 12 nha. 12. 12, 15. 15. Rồi. Hoành cho đồng 12, 15 không quý vị. Đợi, để quý vị ngắm nghe kỹ để em nói ha. Đó, ra chậm chậm quý vị nghe kỹ nha. Nó đi qua kia, nằm kèm kia nữa ha. Kéo máy qua đây quý vị. Rồi, vô lại đây đây ha. Rồi, lô số 1 này mình giao lô nhiêu anh? 1 triệu anh. 1 triệu là 10 cây luôn mà bao ship luôn. À, tính ra thì có 100 ngàn cây rồi ha. Rồi, này lô số 2 ha. Lô số 2 đây. Hoành 13 tới 15 nha anh. 13, 15, tay cành đặt kẹo đẹp quá ha. Còn đế quý vị. Đế đẹp quá nè. Nhớ kỹ nha quý vị. À, dòng qua đây luôn ha. Những cái củ đế luôn. Những cái kỹ như mình rà rất là chậm quý vị. Đó. Đây đẹp đẹp không ha. Rồi giá luôn như đây anh. Đó 1 triệu 3 anh. Rồi 1,3 triệu ha. Rồi mình sang lô số 3 luôn. Lô số 3 hoành 15 tới 17 nha anh. 15, 17. Tay cành đều luôn. Rồi đế quý vị ngắm nghía đế ha. Bắt đầu từ trong đây đi ha. Đó. Đây đẹp quá nè ha. Đây cũng nơm 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 không có gì. Cái nơm tại cành đều ha, có củ có đế ha. Rồi lô số 3 này giao lưu nhiêu đây anh? 1,7 triệu anh. Rồi 1,7 triệu ha. Lấy 10 cây bao ship rồi ha. Lô số 4 nè, lô bự nè. Lô số lô bự đó. Hoành 16, 18 nha anh. 16 đến 18. Ta cạch cũng đều quá vậy nè. Nhiều rang ha. Rồi xuống đế luôn. Đó. Đế quế qua này ha. Đó. Đấy, đặt cái quá vậy. Đây qua anh kia nữa ha. Đèn nó ngang luôn đi. Đó dòng kia kia chặt quá quý vị.
Chứ đi qua đây nó vậy cũng phải đi qua đây vòng luôn đây luôn ha, tại cành đều luôn để ha, để đẹp quá nè. Rồi lâu này hoành bự mà đế đẹp đó nè. Giá luôn nhiêu anh? 2.3 triệu anh. 2.3 triệu. Rồi hết anh? Hết. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mà số nào hoặc là lô nào cứ alo trực tiếp cho anh Cường ha. Thì số điện thoại của anh Cường thì để trên phần tiêu đề như vậy. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau nhé.